Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt cái tool vẽ hoạt hình ở trong Photoshop. Các bạn tải về hai cái file cài đặt này ở trong phần mô tả và giải nén ra. Đầu tiên các bạn sẽ mở file Extension Manager lên. Remind me late. Rồi bây giờ các bạn sẽ ấn vào Install. Tìm đến thư mục Photoshop Animation Master này. Đây mình sẽ cài hai cái Anim Color và Anim Dessin. Đấy, ok này. Đã cài đặt thành công. Chúng ta phải khởi động lại thì mới thấy. Tiếp theo là Install này. Tiếp tục cài Anim Dessin 2. Đó, đợi một lúc. Ok, như vậy là cài thành công rồi. Bây giờ nó chưa hiện thì các bạn tắt đi mở lại nó sẽ hiện thôi. Đây, các bạn thử mở Photoshop lên này. Ấn vào Windows. Nó nằm trong phần Extension này. Đây, cài thành công rồi thì nó sẽ có Anim Dessin 2 và Anim Color. Anim Extension. Anim Color này. Đó, nó sẽ có hai cái tool hiện ra như vậy. Thì các bạn có thể kéo hai cái tool này xuống dưới, góc dưới. Nó xuất hiện cái vạch xanh thì nó sẽ ăn vào giao diện. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cài đặt script. Các bạn sẽ copy file script của Anim Color này. Sau đó là vào ổ C. Program file. Adobe Photoshop preset. Mục script. Đây mình sẽ paste cái script của Anim Color 2 vào trong ổ script của Photoshop rồi. Đây, như vậy là mình đã copy script vào Photoshop. Tiếp theo mình lại copy cái script của Anim Dessin 2 và tiếp tục paste vào ổ script của Photoshop. Nó như vậy là mình paste cả hai cái thư mục script vào ổ script của Photoshop rồi. Bây giờ mình sẽ mở Photoshop lên. Ấn Create New này, tạo file mới này. Đấy, bây giờ mình sẽ kiểm tra xem các script đã cài đặt thành công chưa. Đó, các bạn vào phần File Script. Các bạn sẽ thấy các cái script ở trong này. Nếu mà xuất hiện như vậy, có nghĩa là đã cài đặt script thành công. Đó, cài đặt Anim Dessin, cài đặt tool, làm phim hoạt hình Photoshop, chỉ đơn giản vậy thôi. Các bạn đang có nhu cầu thuê vẽ 3D phối cảnh quy hoạch, kiến trúc, nội thất, cảnh quan hoặc muốn học vẽ 3D với 3ds Max và Photoshop, hãy liên hệ với mình qua số điện thoại Zalo ở phía dưới nhé. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.